Để bắt đầu cho việc hướng dẫn các em trả lời giải đáp thì thầy lưu ý các em thế này, có những câu hỏi có thể có nội dung trùng lặp, có thể có những câu hỏi nội dung trùng lặp ở câu đầu và cách sau đó là một vài câu khác có thể trùng lặp lặp nội dung, thì thầy sẽ không đi chi tiết cụ thể mà thầy chỉ hướng dẫn các em cách trả lời. Đầu tiên các em hãy ghi câu hỏi, câu số 1. Câu 1: Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới thiên nhiên lạnh. Hãy nêu và phân tích. Câu 1 là hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh. Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh. Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Với câu hỏi này thì yêu cầu các em là nêu và phân tích, thì có hai cách các em có thể là nêu sau đó là phân tích luôn. Có thể nêu sau đó phân tích luôn, hoặc là gì, chúng ta nêu xong rồi cuối cùng chúng ta mới phân tích, nhưng mà cách tốt nhất là các em kết hợp nêu và phân tích luôn để cho nó rõ từng ý, đỡ phải rời rạc. Thì để trả lời, đầu tiên các em hãy nhấn mạnh cho thầy một ý, đầu tiên hãy nhấn mạnh cho thầy một ý, đó là gì? Đó là sau chiến tranh thế giới thứ hai, sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Liên Xô và Mỹ đã chuyển từ liên minh chống phát xít sang đối đầu. Các em phải khẳng định được ngay một câu là sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Liên Xô, Mỹ đã chuyển từ liên minh cùng chống phát xít sang đối đầu, dẫn đến tình trạng chiến tranh lạnh, dẫn đến tình trạng chiến tranh lạnh, và Mỹ là nước khởi đầu chiến tranh lạnh, Mỹ chính là nước khởi đầu chiến tranh lạnh. Sau đó các em, ý thứ hai, ý thứ nhất là các em khẳng định là Liên Xô và Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai là liên minh cùng chống phát xít, nhưng sau chiến tranh thì lại là chuyển sang đối đầu dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh, và Mỹ chính là nước phát động, là khởi động, khởi nguồn. Ý thứ hai, các em cần khẳng định nữa là nguyên nhân của tình trạng chiến tranh lạnh, nguyên nhân tình trạng chiến tranh lạnh. Thì về điểm này, các em hãy nhớ lại ở cái bài cho thầy là bài quan hệ quốc tế, nhớ lại cho thầy ở cái bài quan hệ quốc tế dẫn đến sự hình và quan hệ quốc tế và sự đối đầu Đông Tây đấy, thì có nói rõ là nguyên nhân của tình trạng chiến tranh lạnh. Và thầy phân tích rõ rồi. Ở đây thầy chỉ lưu ý các em là về phần nguyên nhân, các em phải trả lời được hai điểm. Thứ nhất là do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai siêu cường Xô Mỹ. Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai siêu cường Xô Mỹ. Liên Xô thì muốn chủ trương hòa bình, an ninh và giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Thế còn Mỹ thì ngược lại, Mỹ thì lại muốn ngăn chặn và chống phá chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, ngăn chặn ảnh hưởng của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, vân vân. Thì các em phải nói rõ được cái ý đó. Và ý thứ hai là các em khẳng định được nguyên nhân là sau chiến tranh thế giới thứ hai thì Mỹ có một nền với tiềm lực kinh tế lớn, sức mạnh quân sự lớn, nên Mỹ tự cho mình cái quyền là được quyền thống trị thế giới tự do. Nhưng mà việc cái mưu đồ của Mỹ, tham vọng của Mỹ thì lại bị Liên Xô ngăn cản, bởi vì Liên Xô ủng hộ giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Cho nên Mỹ cho rằng là Liên Xô chính là cái cản bước đường đi của mình, do đó là Mỹ thực hiện là ngăn chặn rồi phát động chiến tranh lạnh bằng sự kiện là ngày 12 tháng 3 năm 1947, ngày 12 tháng 3 năm 1947. Sau đó thì các em chuyển đến ý thứ ba, chuyển đến ý thứ ba để các em khẳng định là những sự kiện cơ bản dẫn tới chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ, những sự kiện cơ bản, những sự kiện cơ bản dẫn tới chiến tranh lạnh. Những sự kiện cơ bản dẫn tới chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ. Về điểm này để cho dễ học và trình bày nó logic vấn đề, thì thầy khuyên các em nên chia làm hai vế, chia làm hai vế. Đó là về phía Mỹ, về phía Mỹ. Thì các em liệt kê ra những sự kiện mà Mỹ phát động và
dẫn tới tình trạng chiến lạnh. Đầu tiên là sự kiện ngày 12 tháng 3 năm 1947. Về phía Mỹ thì đầu tiên các em phải nói được sự kiện ngày 12 tháng 3 năm 47, Tổng thống Mỹ Truman đã đọc một diễn văn trước Quốc hội, chính thức đưa ra học thuyết Truman và phát động chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Thứ hai về phía Mỹ, các em cần phải nêu được đó là cũng vào năm 1947 thì Mỹ đưa ra kế hoạch Marshall. Vào năm 1947 thì Mỹ đưa ra kế hoạch Marshall, hay còn gọi là kế hoạch phục hưng châu Âu đấy. Thì theo kế hoạch này thì Mỹ sẽ ủng hộ viện trợ cho các nước Tây Âu 17 tỷ đô la để khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh. Nhưng đổi lại các nước Tây Âu phải là đồng minh tin cậy của Mỹ, lệ thuộc vào Mỹ, ủng hộ Mỹ trong các vấn đề quốc tế cũng như là các cuộc chiến tranh xâm lược hay là Mỹ tham gia. Sự kiện thứ ba mà các em cần phải nói được về phía Mỹ đó chính là vào năm 1949 và năm 1949 tại Washington, Mỹ lôi kéo 11 nước thành lập khối quân sự NATO. Vào năm 1949, Mỹ lôi kéo 11 nước thành lập khối quân sự NATO, còn gọi là Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đấy, Và đây chính là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản do Mỹ cầm đầu nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra các em cần phải nêu một sự kiện nữa, đó là sau khi thành lập khối quân sự NATO thì Mỹ còn lôi kéo nhiều nước thành lập nhiều khối quân sự khác. Sau sự thành lập khối quân sự NATO vào năm 1949 thì Mỹ còn lôi kéo nhiều nước thành lập nhiều khối quân sự khác. Ví dụ các em kể đến là khối quân sự ở Đông Nam Á thì Mỹ thành lập khối quân sự SEATO này, ở Trung Cận Đông thì Mỹ thành lập khối quân sự CENTO, ở Tây Bán Cầu thì Mỹ thành lập khối quân sự Mỹ Latin, Mỹ thành lập khối quân sự Tây Bán Cầu, rồi ở Australia, ở Trung Úc, ở Châu Đại Dương thì Mỹ thành lập khối quân sự ANZUS, vân vân. Mà ở bài trước thầy đã hướng dẫn các em trả lời rồi. Đó là về phía Mỹ. Thế còn về phía Liên Xô thì các em cũng phải tách ra về phía Liên Xô. Về phía Liên Xô thì thường là các em nhớ là Mỹ là nước khởi đầu, cho nên chúng ta để là Mỹ trước về những sự kiện cơ bản của Mỹ trong việc dẫn đến chiến lạnh trước, chứ đừng đưa Liên Xô lên trước, đó là chúng ta sẽ làm ngược. Về Liên Xô thì các em đưa ra sự kiện đầu tiên, đó là vào tháng 1 năm 1949. Tháng 1 năm 1949, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cùng thành lập Hội đồng Tương trợ Kinh tế, viết tắt là SEAB. Và tổ chức này nhằm mục tiêu là tăng cường hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, tiếp thu trình độ khoa học kỹ thuật của nhau để giúp cho các nước trong xã hội chủ nghĩa cùng nhau tiến bộ lên. Sự kiện thứ hai về phía Liên Xô các em cần phải nêu, đó là vào năm 1955, cụ thể là vào tháng 5 năm 1955, thì Liên Xô và các nước Đông Âu đã thành lập tổ chức Hiệp ước Warsaw. Đây là một liên minh chính trị quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu, và sau này có mở rộng thêm một số nước khác đấy, nhằm bảo vệ, phòng thủ trước sự tấn công và đe dọa của các nước tư bản do Mỹ đứng đầu. Trên cơ sở của những cái hành động của Mỹ và sự đối phó của Liên Xô, các em cần đưa ra một cái kết luận quan trọng, hoặc là các em có thể đưa ra một cái ý cuối cùng ở đây. Ở đây là thầy đưa ra cái câu hỏi ở đây, đưa ra câu hỏi này chính là thể hiện cái kết quả của những sự kiện này đã dẫn tới cái gì, đã dẫn tới là tình trạng chiến tranh lạnh. Nên các em đưa ra ý thứ tư theo thứ tự của câu trả lời, đó là gì? Là sự, các em phải khẳng định được sự đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự. Giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, đã dẫn tới cục diện hai cực, do hai siêu cường Mỹ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe. Do đó mà chiến tranh lạnh diễn ra bao trùm khắp thế giới. Kéo dài từ tháng 3 năm 1947 cho đến tháng 12 năm 1989 mới chấm dứt. 43 năm
từ tháng 3 năm 47 cho đến năm đến tháng 12 năm 1989 mới chấm dứt. Thì đó là câu hỏi thứ nhất thầy hướng dẫn các em trả lời. Câu hỏi thứ hai, là các em ghi câu hỏi là nêu những chính sách đối ngoại chủ yếu của Mỹ. Hãy nêu những chính sách đối ngoại chủ yếu của Mỹ qua các đời tổng thống từ 1945 đến năm 2000. Nêu chính sách đối ngoại chủ yếu của Mỹ qua các đời tổng thống từ năm 1945 đến năm 2000. Mục tiêu của chiến lược cam kết và mở rộng dưới thời tổng thống Bill Clinton. Mục tiêu của chiến lược cam kết và mở rộng dưới thời tổng thống Bill Clinton có gì giống? Có gì giống so với chiến lược toàn cầu trước đó? Có gì giống so với chiến lược toàn cầu trước đó? Thì đọc lại câu hỏi, nêu những chính sách đối ngoại chủ yếu của Mỹ qua các đời tổng thống từ 1945 đến năm 2000. Mục tiêu của chiến lược cam kết và mở rộng dưới thời tổng thống Bill Clinton có gì giống so với chiến lược toàn cầu trước đó? Có gì giống so với chiến lược toàn cầu trước đó? Các em cùng ghi câu hỏi. Và với câu hỏi này thì các em lưu ý là các em phải trả lời theo hai vế cơ bản. Thứ nhất là chính sách đối ngoại của Mỹ qua các đời tổng thống từ năm 1945 đến năm 2000. Thứ nhất chúng ta cần trả lời đó là chính sách đối ngoại của Mỹ qua các đời tổng thống. Chính sách đối ngoại của Mỹ qua các đời tổng thống, từ năm 1945 đến năm 2000. Thì về vấn đề này các em nhớ là chúng ta đừng trả lời một cách dập khuôn máy móc như ở bài nước Mỹ chúng ta học, mà phải làm sao đưa ra một cách khái quát nhất, hệ thống khái quát cơ bản. Về điểm này chúng ta lưu ý như sau. Chính sách đối ngoại của Mỹ qua các đời tổng thống từ 1945 đến năm 2000 nổi bật gồm mấy điểm. Thứ nhất là các đời tổng thống đều triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới. Đầu tiên phải khẳng định được cho thầy là các tổng thống đều triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng nhằm làm bá chủ thế giới. Từ tổng thống Truman đến tổng thống Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford cho đến sau này là đều thực hiện triển khai toàn cầu với tham vọng nhằm làm bá chủ thế giới. Tên của các chiến lược tuy có khác nhau nhưng mà tựu chung lại thì đều có một cái tham vọng lớn như vậy. Cho nên các bạn cần phải khẳng định là đều triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng nhằm làm bá chủ thế giới. Thứ hai là các em phải khẳng định các tổng thống Mỹ từ năm 1945 cho đến năm 2000 thì đã từng bước, chủ yếu ở đây là nói đến năm 1989, thì các tổng thống Mỹ đều khởi xướng chiến tranh lạnh, khởi xướng và tiến hành chiến tranh lạnh trực tiếp hoặc là gián tiếp gây ra các cuộc chiến tranh, hoặc là ủng hộ hàng chục cuộc chiến tranh xâm lược và bạo loạn. Các đời tổng thống hoặc là khởi xướng chiến tranh lạnh, hoặc là trực tiếp gián tiếp gây ra hoặc là ủng hộ hàng chục cuộc chiến tranh xâm lược và bạo loạn ở các vùng khác nhau trên thế giới. Thứ ba là từ năm 1972, thì chính sách đối ngoại của Mỹ là thực hiện hòa hoãn với Trung Quốc và Liên Xô. Từ năm 1972, chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ, cụ thể bây giờ đó là Nixon đấy, thực hiện hòa hoãn với Trung Quốc và Liên Xô. Thứ tư là sau thất bại ở Việt Nam, sau thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, thì Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược toàn cầu. Thứ năm, các em cần khẳng định là từ giữa những năm 80
từ giữa những năm 80 của thế kỷ 20 thì Tổng thống Mỹ có xu hướng là đối thoại hòa hoãn, có xu hướng đối thoại hòa hoãn với Liên Xô, có xu hướng đối thoại hòa hoãn với Liên Xô. Và cuối năm 1959 thì Mỹ và Liên Xô đã ký kết chấm dứt chiến tranh lạnh. Cuối năm 1959, Mỹ và Liên Xô ký kết chấm dứt chiến tranh lạnh. Và điểm cuối cùng trong chính sách đối ngoại của Mỹ đó là từ thập kỷ 90 của thế kỷ 20, thì Mỹ dưới thời tổng thống của Bill Clinton, Mỹ thực hiện chiến lược cam kết và mở rộng. Chiến lược cam kết và mở rộng thì nhằm ba mục tiêu. Một là bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh nhất để sẵn sàng chiến đấu. Mục tiêu thứ hai của chiến lược cam kết mở rộng đó là tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, lấy lại vị thế của Mỹ như là những năm đầu của sau chiến tranh thế giới thứ hai. Và thứ ba là sử dụng khẩu hiệu thúc đẩy dân chủ, dân quyền, để can thiệp vào công bộ việc nội bộ các nước. Thì nhắc lại, mục tiêu thứ ba trong chiến lược cam kết mở rộng của nước Mỹ dưới thời tổng thống Bill Clinton chính là sử dụng khẩu hiệu dân chủ, dân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, Như vậy là gì? Như vậy sau khi chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1989 và trật tự hai cực Yên Ta sụp đổ vào năm 1991 thì Mỹ vẫn đang cố gắng thiết lập một trật tự thế giới mới, thiết lập một trật tự thế giới đơn cực do Mỹ đứng đầu với hy vọng làm bá chủ thế giới. Thì đó là những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Các em chuyển sang ý thứ hai của câu hỏi. Mục tiêu của chiến lược cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống Bill Clinton có gì giống so với chiến lược toàn cầu trước đó? Thế thì nếu như các em theo dõi ở phần trên thầy vừa nói thì các em có thể trả lời được ngay rồi. Đó là gì? Đó là xét về bản chất thì mục tiêu của chiến lược cam kết và mở rộng do Bill Clinton đưa ra đều là giống ở chỗ đều thể hiện thực hiện tham vọng của Mỹ muốn vươn lên chi phối thế giới, muốn lãnh đạo thế giới tự do. Đều có một thể hiện tham vọng là muốn vươn lên chi phối và lãnh đạo thế giới của mình. Nói một cách khác là chiến lược cam kết và mở rộng của Bill Clinton chính là sự kế tục triển khai chiến lược toàn cầu của Mỹ trong bối cảnh lịch sử mới mà thôi. Chiến lược toàn cầu của Mỹ trong bối cảnh lịch sử mới, tức là bối cảnh lịch sử mà chiến tranh lạnh kết thúc và trật tự hai cực Yên Ta sụp đổ. Tuy nhiên, cái tham vọng của Mỹ này nói thật là cũng khó có thể thực hiện, bởi vì xu thế thế giới hiện nay là đang hình thành trật tự thế giới mới, trật tự đa cực nhiều trung tâm với Trung Quốc, Nga, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, thậm chí cả Australia, và Mỹ cũng chỉ là một trung tâm mà thôi, chứ không có khả năng là chi phối toàn bộ thế giới như tham vọng của Mỹ đưa ra. Thì đó là câu hỏi thứ hai chúng ta tìm hiểu. Các em sang câu hỏi thứ ba. Các em ghi câu hỏi thứ ba là lập bảng thống kê các chiến lược chiến tranh của Mỹ đã thực hiện ở Việt Nam. Lập bảng thống kê các chiến lược chiến tranh của Mỹ đã thực hiện ở Việt Nam từ 1954 đến 1975. Gắn liền với các đời tổng thống Mỹ theo bảng cho sẵn và cho biết hoàn cảnh của mỗi chiến lược chiến tranh mà Mỹ đưa ra. Ở đây thì tạm xóa cái phần trên và chúng ta theo dõi cái bảng của chúng ta đưa ra. Chúng ta chia làm 4 cột. Cột viết cái đây là các em ghi là tên chiến lược chiến tranh. Cột thứ hai các em ghi là thời gian thực hiện.
thời gian thực hiện. Câu thứ ba các em ghi là các đời tổng thống Mỹ. Các đời tổng thống Mỹ, tức là các đời tổng thống Mỹ liên quan đến cuộc chiến tranh. Và thứ tư là địa bàn gây chiến. Địa bàn gây chiến là địa bàn. Địa bàn gây chiến. Đầy đủ tức là địa bàn gây chiến lược. Địa bàn gây chiến lược. Địa bàn gây chiến lược. Và ở đây người ta cho sẵn một cái bảng như này, yêu cầu các em phải liệt kê. Với câu hỏi này, câu hỏi này là câu hỏi vừa yêu cầu các em phải ghi nhớ, nhớ lại và xác định đúng, xác định đúng. Đầu tiên các em phải trả lời được, đầu tiên các em phải trả lời được là lập được bảng thống kê, lập được bảng thống kê. Và chúng ta có cái bảng như sau, thầy hướng dẫn các em trả lời cái bảng như sau. Đầu tiên là các em xác định tên cái chiến lược là chiến tranh một phía, chiến tranh một phía. Thời gian thực hiện là từ năm 1954 đến 1960, 1954 đến 1960, đây là chiến tranh một phía. Từ 1954 đến 1960, đời tổng thống ở đây chính là Eisenhower. Eisenhower. Và địa bàn mà Mỹ gây chiến lược, địa bàn gây chiến lược chính là miền Nam. Miền Nam Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Chuyển sang cái chiến lược thứ hai, đó là chiến tranh đặc biệt. Chiến tranh đặc biệt. Thời gian từ năm 1961 đến 1965. 1961, 1965. Tổng thống ở đây đó là Kennedy. Kennedy. Và ngoài ra còn có Johnson, bởi vì chúng ta nhớ là năm 1963 thì Kennedy bị ám sát, phó tổng thống Mỹ là Johnson là lên thay. Địa bàn mà Mỹ thực hiện gây chiến lược đó chính là miền Nam, cũng là miền Nam. Chiến lược thứ ba, chiến lược thứ ba em ghi đó là chiến tranh cục bộ, chiến tranh cục bộ, chiến tranh cục bộ. Thì bắt đầu từ đây Mỹ trực tiếp đổ quân đấy, chiến tranh cục bộ. Thời gian là từ 1965 đến 1968. 1965 đến 1968. Và tổng thống ở đây chính vẫn là tổng thống Johnson. Johnson. Và cuối cùng địa bàn hoạt động đó là cả hai miền Bắc và Nam. Cả hai miền. Cả hai miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Bởi vì miền Nam thì Mỹ đổ quân xâm lược, còn miền Bắc thì Mỹ sử dụng không quân ném bom bắn phá, không quân hải quân ném bom bắn phá miền Bắc. Và cuối cùng là các em ghi là Việt Nam hóa chiến tranh. Việt Nam hóa chiến tranh. Chiến lược cuối cùng là Việt Nam hóa chiến tranh. Thời gian là từ năm 1969 đến 1975. 1969 đến 1975. Gắn liền với hai đời tổng thống, đó là Nixon và tổng thống Ford. Và tổng thống Ford. Nixon và Ford. Địa bàn mà Mỹ áp dụng gây chiến chính là cũng giống như ở trên là cả hai miền Nam Bắc, cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Thì đó là ý đầu tiên của câu hỏi yêu cầu các em lập bảng thống kê các chiến lược chiến tranh của Mỹ thực hiện ở Việt Nam. Thực ra đây là không khó, nhưng các em rất có thể bị nhầm lẫn. Nếu như nắm vững được hệ thống được cái này thì các em sẽ không bị nhầm lẫn trong các trả lời những câu hỏi liên quan đến phần lịch sử Việt Nam. Vế thứ hai của câu hỏi yêu cầu các em là cho biết hoàn cảnh của mỗi chiến lược mà Mỹ thực hiện trong chiến tranh ở Việt Nam. Thì về điểm này, thực ra là các em đã học ôn tập phần lịch sử thế giới, các em đã ôn tập phần lịch sử Việt Nam do cô Hương trực tiếp giảng dạy thì các em sẽ trả lời tốt hơn. Nhưng ở đây thầy cũng lưu ý với các em bốn cái ý liên quan tới bốn cái hoàn cảnh. Đầu tiên các em nói được là hoàn cảnh mà Mỹ đưa ra chiến lược chiến tranh một phía, hay còn gọi chiến tranh đơn phương, đó là sau hiệp định Geneva về Đông Dương, sau hiệp định Geneva về Đông Dương năm 1954, thì khi Pháp vừa rút quân
Pháp vừa rút quân, Mỹ ngay lập tức dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, ở miền Nam nước ta, thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam, Mỹ muốn biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Nam Á. Đó là hoàn cảnh mà Mỹ đưa ra chiến lược chiến tranh đơn phương, hay gọi chiến tranh một phía. Thứ hai, đó là hoàn cảnh của chiến lược chiến tranh đặc biệt. Thì các em cần nhớ là ngay sau khi chiến lược chiến tranh đơn phương của Mỹ thất bại, đặc biệt là Mỹ thất bại trong phong trào đồng khởi, thì Mỹ đã đưa ra chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam. Chiến tranh đặc biệt ở miền Nam chính là một loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ, được tiến hành bằng quân đội tay sai cộng với sự chỉ huy của cố vấn Mỹ. Thì nhắc lại là chiến tranh đặc biệt của Mỹ thực hiện ở Việt Nam, đó là một hình loại hình chiến tranh thực dân kiểu mới được tiến hành bằng quân đội tay sai cộng với cố vấn Mỹ và vũ khí trang thiết bị hiện đại của Mỹ nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân Việt Nam. Âm mưu của Mỹ trong chiến tranh đặc biệt chính là dùng người Việt trị người Việt, hay nói cách khác là dùng người Việt đánh người Việt. Cái hoàn cảnh thứ ba, hoàn cảnh dẫn đến chiến lược thứ ba của Mỹ, đó chính là chiến lược chiến tranh cục bộ. Thì các em cần phải trả lời được hoàn cảnh của nó là sau khi Mỹ bị thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, thì Mỹ đã chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ ở cả hai miền Nam và Bắc Việt Nam. Âm mưu của chiến lược chiến tranh cục bộ chính là Mỹ nhằm sẽ giành lại thế chủ động trên chiến trường, và đẩy nhân dân ta trở về thế phòng ngự bị động, Đây chính là một loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ được tiến hành bằng lực lượng quân đội Mỹ cộng với một số nước đồng minh, quân đội của một số nước đồng minh và quân đội Sài Gòn lúc đông nhất có tới là 1,5 triệu quân. Và cái thứ tư là hoàn cảnh của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Thì các em cũng nêu ý ra đó là sau khi bị thất bại trong chiến lược chiến tranh cục bộ, thì đặc biệt là thất bại trong tổng tiến công của nổi dậy của ta ở Tết Mậu Thân năm 68 đấy, thì Mỹ đã buộc phải chuyển sang Việt Nam hóa chiến tranh, rồi từng bước mở rộng thành Đông Dương hóa chiến tranh, tiếp tục thực hiện âm mưu dùng người Việt đánh người Việt và tiến tới là dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. Sở dĩ Mỹ đưa ra cái chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh này là vì sau một thời gian mà Mỹ đổ quân xuống miền Nam nước ta, thì số quân Mỹ bị thương vong ngày một nhiều, khiến cho nhân dân Mỹ phản đối chiến tranh và nhân dân thế giới cũng phản đối chiến tranh. Mỹ muốn thực hiện âm mưu là thay đổi màu da trên xác chết, tức có nghĩa là gì? Có nghĩa là Mỹ không muốn người Mỹ bị chết ở chiến trường Việt Nam nữa, mà muốn người Việt Nam chết thay cho người Mỹ. Cho nên Mỹ mới thực hiện là chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, đưa quân đội Mỹ, cho quân đội Mỹ trở về nước, chứ không Mỹ từng bước rút dần quân đội của mình về nước, lấy người Việt Nam trực tiếp đánh người Việt Nam và người Đông Dương đánh người Đông Dương. Cho nên mới nói rằng là Mỹ quay trở lại thực hiện tiếp tục âm mưu là dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. Thì đó chính là những hoàn cảnh dẫn đến chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, cũng thể hiện rõ cái chính sách đối ngoại của Mỹ ở Việt Nam. Câu hỏi thứ tư mà các em cần lưu ý đó chính là cái ghi câu hỏi: trong thời gian diễn ra chiến tranh lạnh, chính sách đối ngoại của Nhật có gì nổi bật? Thầy ở đây, đó là câu số 4. Trong thời gian diễn ra chiến tranh lạnh, chính sách đối ngoại của Nhật có gì nổi bật? Với câu 4 này, thầy hướng dẫn các em trả lời theo hai ý lớn. Ý đầu tiên, các em phải khẳng định được rằng là gì? Phải khẳng định được chiến tranh lạnh do Mỹ phát động từ tháng 3 năm 1947. Kéo dài đến tháng 12 năm 1989. Nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian diễn ra chiến tranh lạnh thì Nhật là một đồng minh của Mỹ. Vì thế mà chính sách đối ngoại
của Nhật Bản là liên minh với Mỹ, chính sách đối ngoại của Nhật Bản là liên minh với Mỹ. Đồng thời thì Nhật Bản cũng cố gắng mở rộng cái đối ngoại của mình ra bên ngoài. Các em khẳng định được ý đầu tiên là khi chiến tranh lạnh diễn ra trong thời gian như vậy đấy, thì Nhật Bản là đồng minh của Mỹ, cho nên chính sách đối ngoại của Nhật là liên minh với Mỹ, nhưng đồng thời Nhật cũng muốn mở rộng cái đối ngoại của mình hướng ra bên ngoài. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, các em khẳng định là chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1945, từ năm 1945 cho đến năm 1991, cụ thể là đến năm 1989, tức là thời gian diễn ra chiến tranh lạnh đấy, từ 1945 đến 1989 có mấy điểm nổi bật sau đây, có mấy điểm nổi bật sau đây. Các em đưa ra mấy cái điểm nổi bật của chính sách đối ngoại. Thứ nhất là trong giai đoạn từ 1945 đến năm 1952, từ 1945 đến 1952, thì chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong giai đoạn này các em cần phải khẳng định được đó là Nhật Bản liên minh chặt chẽ với Mỹ, Nhật Bản liên minh chặt chẽ với Mỹ thông qua việc ký hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật, thông qua hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật, và hiệp ước này được ký vào tháng 9 năm 1951. Theo hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật được ký thì Nhật cho phép quân đội Mỹ đóng quân ở trên lãnh thổ mình, và đồng thời chấp nhận là cái bảo chịu sự bảo hộ cái ô hạt nhân của Mỹ, bảo hộ cái ẩn Mỹ. Đây chính là nền tảng trong quan hệ đối ngoại giữa Mỹ và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai, là nền tảng trong quan hệ đối ngoại giữa Mỹ và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. Cái giai đoạn thứ hai của Nhật Bản đó chính là giai đoạn từ 1952 đến năm 1973. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong giai đoạn này có gì nổi bật? Thì các em cần khẳng định được là gì? Nhật Bản tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ, tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ. Thông qua sự kiện là năm 1956 thì Nhật Bản đã xin lỗi các em là trong giai đoạn này thì Nhật Bản tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ, tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ. Nhưng đồng thời Nhật Bản còn hướng tới cái quan hệ ngoại giao của mình mở rộng ra bên ngoài. Đó là sự kiện vào năm 1956 thì Nhật Bản bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Nhật Bản bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Và cũng trong năm này thì Nhật Bản trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc. Cũng trong năm 1956 thì Nhật Bản trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc. Điều đặc biệt đây là gì? Như đã nói, Nhật Bản là đồng minh của Mỹ, cho nên Nhật Bản đã ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược Việt Nam. Nhật Bản ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược Việt Nam. Tuy nhiên thì phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản phản đối Nhật Bản đưa quân ủng hộ Mỹ tham gia chiến tranh ở Việt Nam của nhân dân lên cao, của nhân dân lên cao. Trong giai đoạn tiếp theo trong quan hệ đối ngoại của Nhật Bản từ 1973 đến năm 1989, đến 1989, tức là đến năm chiến tranh lạnh kết thúc ấy, thì với sức mạnh kinh tế và tài chính ngày càng lớn của mình thì chính sách đối ngoại của Nhật Bản có một sự thay đổi đáng kể. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản có sự thay đổi đáng kể. Thay đổi theo hai, theo ba ý sau đây. Các em nên trình bày chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong năm 73, 89 có ba thực hiện. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là Nhật Bản tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ. Nhật Bản tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ bằng việc ký hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật vĩnh viễn vào năm 1996. Bằng việc ký hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật vĩnh viễn vào năm 1996. Thứ hai, sự thứ hai là Nhật Bản quay trở về châu Á, quay trở về châu Á, thiết lập cái quan hệ với quay trở về với châu Á truyền thống. Có nghĩa là gì? Người ta khẳng định rằng là giai đoạn này ngoài chính sách ngoại giao của Nhật Bản liên minh chặt chẽ với Mỹ thì Nhật Bản còn đưa ra học thuyết Fukuda, học thuyết Fukuda phải viết lên đây, học thuyết Fukuda, học thuyết Fukuda, sau đó là đưa ra học thuyết Kaifu, học thuyết Kaifu Fukuda, sau đó là học thuyết Kaifu. Với học thuyết này thì người Nhật đã đặt vấn đề là coi trọng quay trở về với châu Á, quay trở về với châu Á, tức là quan hệ ngoại giao với châu Á thân thiện hơn, thể hiện thông qua việc là Nhật Bản chính thức tuyên bố xin lỗi với những nước ở châu Á mà người Nhật đã từng chiếm trong chiến tranh thế giới thứ hai, trong chiến tranh thế giới thứ hai. Thứ ba, chính sách thứ ba, đối ngoại thứ ba của Nhật Bản trong giai đoạn này đó là Nhật Bản đã tiếp tục
mở rộng quan hệ ảnh hưởng ngoại giao của mình ra bên ngoài, đặc biệt là với Nga, Liên minh châu Âu và với các nước khu vực Đông Nam Á, mở rộng ảnh hưởng của mình ra bên ngoài, quan hệ ngoại giao với Nga, các nước trong khu vực Tây Âu, tức là Liên minh châu Âu, EU đấy, và các nước Đông Nam Á, các nước Đông Nam Á. Với Việt Nam thì ngày 21 tháng 9 năm 1973 thì Nhật Bản lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ngày 21 tháng 9 năm 1973 thì Nhật Bản lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Như vậy là gì? Trong thời gian diễn ra chính sách đối ngoại của Nhật Bản có sự thay đổi và có sự truyền thống. Các em cần đưa ra một kết luận, đó là gì? Trong thời gian diễn ra chính sách lạnh từ 1945 đến 1989 thì chính sách đối ngoại của Mỹ nổi bật ở chỗ, thế nhất là gì? Liên minh chặt chẽ với Mỹ xuyên suốt từ năm 1945 cho đến năm 1989. Tuy nhiên thì từ năm 1973 trở đi thì với cái vị thế của Nhật Bản là trở thành một trong ba trung tâm kinh tế của thế giới, thì Nhật Bản ngoài việc duy trì cái mối quan hệ với Mỹ là liên minh chặt chẽ với Mỹ, Nhật Bản còn tiếp tục mở rộng cái ảnh hưởng của mình ra bên ngoài thông qua là quay trở về với châu Á với học thuyết Fukuda và học thuyết Kaifu, và thứ hai là mở rộng quan hệ ngoại giao với cả các nước Tây Âu, với Liên bang Nga, ở Trung Quốc, với khu vực ASEAN, vân vân. Như vậy là gì? Thầy đã giải quyết xong cho các em câu hỏi thứ tư trong cái tiết này. Chúng ta chuyển sang câu hỏi cuối cùng trong tiết này, câu hỏi thứ năm. Câu hỏi thứ năm, các em ghi câu hỏi thứ năm. Trình bày nội dung cơ bản trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Trình bày nội dung cơ bản trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Trong chiến lược toàn cầu của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973. Trình bày nội dung cơ bản trong chiến lược toàn cầu của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973. Và việc triển khai chiến lược này ở Tây Âu trong những năm 49 và trong những năm 1947, 1949. Và việc triển khai chiến lược này ở Tây Âu trong những năm 1947, 1949, 1947, 1949. Thì câu hỏi này chúng ta đã có trong kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Tuy nhiên các em đừng chủ quan, đừng chủ quan. Với câu hỏi này thì các em lưu ý, các em sẽ phải trả lời theo hai nội dung chính cơ bản sau đây. Với câu hỏi số 5 thì cần phải trả lời theo hai nội dung chính cơ bản sau đây. Nội dung thứ nhất là các em phải trả lời được nội dung cơ bản của chiến lược toàn cầu của Mỹ. Thứ nhất, các em phải trả lời được nội dung cơ bản trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Thì về điểm này, trong bài nước Mỹ thầy đã trình bày rất rõ, trong tiết 2 của nước Mỹ trình bày rất rõ rồi. Tuy nhiên thầy cũng nói lại để các em thấy, trong chiến lược toàn cầu của Mỹ thì Mỹ nổi bật lên cái hai cái điểm sau đây. Một là các em phải khẳng định được sau chiến tranh thế giới thứ hai với cái sức mạnh quân sự và tiềm lực kinh tế thì Mỹ đã triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới, triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới. Chiến lược đó được thể hiện qua nhiều chiến lược, qua nhiều đời tổng thống, nhưng tất cả dù tên gọi khác nhau thì nó đều thể hiện ở ba mục tiêu. Ba mục tiêu đó là gì? Đó là ý cái ý các em cần phải trả lời thứ hai, là một là ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới, hai là đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào tiến bộ, phong trào công nhân cộng sản và phong trào vì hòa bình dân chủ thế giới, và ba là khống chế nô dịch các nước tư bản đồng minh phải lệ thuộc vào Mỹ, phải lệ thuộc vào Mỹ. Sau đó các em chuyển sang ý thứ hai, các em trả lời là Mỹ triển khai chiến lược toàn cầu ở Tây Âu như thế nào? Mỹ triển khai chiến lược toàn cầu ở Tây Âu như thế nào? Mỹ triển khai chiến lược toàn cầu ở Tây Âu như thế nào? Về điểm này các em đưa ra ba cái ý nói về Mỹ triển khai chiến lược ở Tây Âu. Ba ý. Ý thứ nhất là các em khẳng định sự kiện vào tháng 3 năm 1947, sự kiện tháng 3 năm 97, Tổng thống Mỹ khẳng định sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ đối với nước Mỹ và các nước khác, cho nên đề nghị khẩn cấp viện trợ khẩn cấp cho nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng đồng thời với sự kiện này thì Mỹ chính thức phát động chiến tranh lạnh để chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Sự kiện thứ hai, các em khẳng định là Mỹ đề ra kế hoạch Marshall để giúp các nước Tây Âu cái số tiền là 17 tỷ đô la để các nước này
khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Đổi lại thì các nước Tây Âu phải ủng hộ Mỹ và giúp đỡ Mỹ trong các vấn đề khác, là liên minh với Mỹ. Cái sự kiện thứ ba trong triển khai, các em cần khẳng định được đó là khi Mỹ đưa ra chiến lược toàn cầu này thì để thực hiện nó, Mỹ đã lôi kéo 11 nước, thành lập khối quân sự NATO vào năm 1949. Thì Mỹ đã lôi kéo 11 nước thành lập khối quân sự NATO, và đây chính là liên minh chính trị quân sự lớn nhất của khối, của các nước tư bản do Mỹ đứng đầu, nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Thế thì kết quả của việc triển khai chiến lược toàn cầu này kéo dài từ năm 1945 đến năm 1989, Mỹ đã đạt được kết quả gì? Thì các em có thể giới thiệu qua, có thể giới thiệu thêm cho nó rõ đầy đủ là trong thời gian đó thì Mỹ đã góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. Tuy nhiên, Mỹ lại gặp phải những thất bại lớn ở Việt Nam. Cụ thể đó là bị thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam kéo dài từ năm 1954 đến năm 1975. Như vậy là trong tiết đầu tiên của phần hướng dẫn trả lời những câu hỏi, hướng dẫn giải đáp và trả lời những câu hỏi khó, thầy đã giúp các em trả lời, tìm hiểu được 5 câu hỏi. Sang tiết sau, chúng ta sẽ giải đáp nốt những câu hỏi còn lại. Thầy xin chào các em.